Nếu bạn cảm thấy mỗi ngày phải đến chỗ làm và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ cảm thấy ghen tị với những ai đang làm những nghề nghiệp như sau. Hãy cùng khám phá 7 nghề nghiệp thú vị và sung sướng nhất hành tinh bạn nhé. Nghề thử dương hạng sang, ngủ cũng ra tiền, đó chính là nghề nghiệp có thật của cô sinh viên 22 tuổi đến từ Đại học thành phố Birmingham. Sau khi trải qua khảo sát về giấc ngủ do công ty chuyên sản xuất giường ngủ hạng sang Rosin Marigan được giao cho công việc ngủ thử trên những chiếc giường của công ty Simon Hall và chia sẻ trải nghiệm về chúng, trong vòng một tháng từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, cô nàng đã kiếm được khoảng 2.000 đô. Cái quảng hòn đảo Thiên Đường Úc, sau khi viết một blog để quảng bá hòn đảo Hamilton Island ở bãi đá ngầm Great Barrier Reef, anh Ben Southall, 34 tuổi, đến từ Peterfield, đã thành công trở thành người cai quản hòn đảo Thiên Đường ở Úc. Hiện nay, anh đang sống trong một căn biệt thự sang trọng 3 phòng ngủ cùng bể bơi hướng ra biển với mức phí 0 đồng và tiền lương hậu hĩnh. Nghe trực thử ống nước trong khu nghỉ dưỡng, anh chàng Tommy Leach là một người may mắn sở hữu một công việc tuyệt vời mà hoàn toàn không có áp lực. Mỗi năm, anh sẽ đi đến nhiều khu nghỉ dưỡng khắp các nước trên thế giới như Ai Cập, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Mallorca, Mexico để kiểm tra các thông số an toàn của hệ thống ống trượt nước. Thử bao cao su, công ty sản xuất bao cao su nổi tiếng toàn cầu Durex đã tuyển dụng những thanh niên từ 18 tuổi trở lên để thử nghiệm sản phẩm bao cao su mới. Các thanh niên không được nhận lương nhưng sẽ được dùng thử miễn phí nhiều loại bao cao su khác nhau trị giá 60 đô. Đặc biệt, người may mắn sẽ có cơ hội nhận 1.000 đô la tiền thưởng. Nghề đặt xe cho ảnh cho Google Maps, đây là công việc mơ ước của hai thanh niên trẻ tuổi tại Pháp. Vào mùa hè năm 2009, Google đã thuê họ đi chụp ảnh vòng quanh thủ đô Paris trên chiếc xe đạp ba bánh được trang bị 9 camera hiện đại. Hệ thống camera sẽ ghi hình hàng ngàn bức ảnh để làm dữ liệu cho Google Maps. Đóng vai xác chết, nghề đóng vai xác chết là công việc quá dễ dàng cho các diễn viên quần chúng. Bạn chỉ cần nhắm mắt bất động nằm trong một khoảng thời gian để quay cảnh phim nào đó và nhận được tiền lương 200 đô la mỗi ngày. Kiểm tra kỹ năng của gái mại dâm. Sau khi gặp gỡ tú bà Florola ở Santiago, Chile, người mẫu Kim DC nghiệp dư Cham Bracons đã được nhận công việc kiểm tra kỹ năng những ứng viên tiềm năng để có thể trở thành gái mại dâm cho nhà thổ của bà. Anh ta sẽ phỏng vấn, chụp ảnh, thử tâm lý và cuối cùng là quan hệ với 6 ứng viên cuối cùng vào vòng trong để tìm ra người phù hợp nhất. Trung bình mỗi năm, Cham Bracons sẽ được thử nghiệm kỹ năng với 60 cô gái khác nhau.